Mưa. Người ta bảo nắng mưa là chuyện của trời, nhưng mà đâu phải như vậy. Mấy nghìn, không, chắc đâu đó mấy trăm năm, không, gần hơn đi. Mấy chục năm trước thì còn có thể, chứ giờ thì đâu còn thế nữa. Thời đại này mà còn đổ tại cho trời cái chuyện không báo trước nắng mưa thì một là anh sống dưới hốc đá nào đó, muôn đời không bước chân ra ngoài, đoạn tuyệt với bất kỳ hình thức công nghệ thông minh nào. Hai là anh bỏ qua cô biên tập viên thời tiết xinh xắn trên TV. Ba là anh quên không nhìn vào điện thoại cảm ứng của mình rồi. Mà kể cả anh có biết đi chăng nữa thì anh cũng muốn rời phải theo ý mình cơ. Chắc chắn như vậy rồi. Bởi vì dăm ba hôm nay rời nóng toàn 37, 38 độ, còn anh thì không chịu nổi điều hòa. Thế là thi thoảng anh muốn bước chân ra ngoài lang thang thoát hiểm để hít thở khí trời. Có điều khí trời thì lại ẩm hập, nóng, bụi, gió thổi cũng khó chịu. Và cái lúc đứng đấy anh lại muốn trời mưa. Hôm nay dự báo thời tiết có mưa cơ mà nhở, sao mãi chưa mưa? Nhưng mà anh bạn ạ, anh quên mất cái tiểu tiết mà cô bên thật viên xinh xinh nói rồi. Cô ấy bảo chiều tối, còn bây giờ ấy thì mới chỉ có đâu đó 3 giờ thôi. Theo khoa học thì trái đất nóng nhất với cái giờ đấy đấy. Anh không biết à? Anh có thấy cái việc cầu mưa của anh ích kỷ không? Anh chỉ muốn mát cho mình anh thôi. Còn biết đâu, mưa xuống một cái lại có nhiều khó chịu thì sao? Ướt này, gió tạt này, đường trơn này. Chẳng may họ đang đi vội vàng đâu đó, vội lắm, lại phải dừng lại để lấy áo mưa. Chẳng may việc đấy khiến họ chậm một cái thời điểm quan trọng đó thì sao? Hay anh nhìn ra xa kia kìa, mấy anh công nhân đang phơi mình ngoài nắng để hoàn thành cho xong tòa nhà. Mấy trận mưa là trận tiến độ đấy. Không, không thể ích kỷ như thế được. Mặc dù có cơn mưa đổ xuống ngay bây giờ thì hay. Biết thế mà vẫn nghĩ thế nhờ. Thật tình ấy, tôi nói với anh rằng con người không nên ích kỷ. Ngay cái chuyện than trách ông trời không mưa, không nắng đúng lúc cũng thể hiện cái ích kỷ đấy. Trong mắt ông trời, loài người chúng ta hay con kiến đang bò dưới đất, con chim đang bay trên tầng mây, con cá bơi dưới nước có khác gì nhau đâu. Vì con người ích kỷ như thế mà ông trời ban cho mỗi chúng ta trái đất để mà sống, để chúng ta còn phá lên phá xuống, sắp chẳng còn nơi nào để mà sống nữa rồi. Mà nói đến thế rồi, anh vẫn cứ ngồi trong văn phòng nhìn ra ngoài mong mưa là như nào. Có điều giờ hôm nay đẹp thật, không một gợn mây, trong vắt, xanh ngắt, cao hời vợi. Tự nhiên khiến anh nghĩ rằng liệu có mấy người đang khó chịu dưới nóng ngoài kia thì lại đi ngớ ngẩn ngước mắt lên nhìn cái bầu trời và tận hưởng sự trong vắt ấy, xanh ngắt ấy, cao hời vợi đấy. Chắc chẳng có ai đâu, ai lại thừa thời gian như thế. Thôi chút nữa về ngắm vậy. Tôi biết anh sẽ nghĩ như thế mà, đúng không? Và anh sẽ vội vàng bước vào trong cầu thang máy, vội vàng xuống hầm gửi xe, vội vàng phóng lên, cho dù cái nóng vẫn phảng phất còn nóng hơn khi anh mới từ điều hòa ra. Và anh vẫn vội vàng ngẩng cổ lên để nhìn mấy con chim sẻ vội vàng bay vào chỗ râm mát, tránh chút nắng nóng còn lại của thêm một ngày hè, để lắng nghe thêm tiếng ve râm ran thay vì tiếng người rầm rì khó chịu. Quan trọng hơn, để thấy trời trong vắt, xanh ngắt, các vời vợi kia, cái cảm giác tự do nhìn ngắm nó thật tuyệt vời. Anh sẽ rồ ga đi qua cổng tòa nhà, hòa vào dòng người hối hả trở về tổ ấm. Tôi biết cái cảm giác hòa vào dòng người đó lại khiến anh cảm thấy tù túng, chẳng dễ chịu chút nào. Bởi vì họ thì hối hả, anh thì cứ thong dong đi với cái tốc độ theo kim chỉ báo là đâu đó tầm 24-25 cây số một giờ. Đôi khi thấy thành phố này thật xa lạ. Cho dù có thể là quen biết ai đó giữa dòng đời kia, nhưng họ đội mũ bảo hiểm to, họ đeo khẩu trang kín mít, họ sẽ chẳng quay ra nói với nhau bất cứ câu nào, ngoại trừ việc chửi bới khi có ai đó trong lúc vội vàng về lỡ quẹt vào xe của họ, hoặc tiếng lầm bầm khó chịu. Có vài vị còn cãi nhau, nhưng mà là hai người ngồi cùng một xe, hoặc ghen tuông lăng nhăng gì đó. Có điều sẽ không phải là người nào từ hai xe quay sang nói chuyện với nhau. Không, không phải. Có kia kìa, chẳng qua không ai nói chuyện với anh thôi. Thế là anh sẽ tự dưng thấy một sự châm biếm nổi lên trong lòng, làm anh cười khẩy chính mình một cái. Tôi biết. Để rồi anh không nghĩ ngợi xung quanh nữa, anh đắm chìm trong cái thế giới của mình, trong đầu mình. Thứ sáu về xem phim hoặc đọc truyện hoặc làm gì đó. Mai thứ bảy đi dạy, ngồi đọc, ngồi viết. Kia chủ nhật nằm ngủ, có thể gặp ai đó, không thì lang thang đâu đó. Rồi đến thứ hai cắm mặt vào việc, rồi đến thứ năm lại chờ thứ sáu, và đến thứ sáu thì lại lặp lại như thế cho qua mùa hè, mùa thu, mùa đông, năm này năm kia. Đến bao giờ nhỉ? Tự dưng thấy mệt nhỉ. Và lại nhìn trời, nhưng tôi đoán lần này khác rồi, bởi vì anh sẽ nhìn thấy một màu khác lạ nơi xa, xám xịt. À, trời sắp mưa, đúng như anh thế rồi còn gì. Nhưng mà tại sao anh lại nhăn mặt thế kia? À biết rồi. À thế làm sao mà à? Vì đang trên đường về nhà đúng không? Tôi nói rồi mà, con người thật ích kỷ. Chẳng có gì có thể thỏa mãn con người cả. Trong lúc đang nơi an toàn thì mong mưa đi cho mát, nhưng đến gần nhà đang trên đường thì lại khó chịu, lại nhăn mặt và chửi rủa. Rất nhiều con người như thế, nên tự dưng cái nhịp hối hả lại còn hối hả hơn. Rất nhiều con người
lại còn đang chung hướng đi về cái nơi càng ngày càng xám xịt kia nữa cơ chứ. Và thế là mặc cho gió bắt đầu thổi lên một cách cuồn cuộn, mặc cho mây đen vẫn vần vũ trên đầu, mặc cho cái mùi ẩm ướt càng ngày một nặng hơn, người ta tranh nhau, tranh mọi chỗ trống trên đường để đi về. Và sẽ tự nhiên, anh cũng bị cuốn theo cái dòng người đó. Anh vẫn sẽ đi dướn lên vỉa hè, cố gắng luồn lách qua cây, qua bãi gạch, qua những con người cũng đang tìm mọi cách để vượt lên đấy, nhằm về nhà nhanh hơn để tránh dày mưa. Tuyệt vời hơn là về nhà và giờ đổi mưa. Đấy. Để anh ngồi trong phòng, ngoảnh ra nghe tiếng mưa rào rào, tận hưởng luồng gió mát mẻ luồn vào trong phòng, thảnh thơi hít thở một cái thứ không khí ẩm ướt mà ngọt lành ở đấy, nơi mà nhà anh xa đường lớn, chẳng hồ nào, không khói bụi, trong khu tập thể cũ kỹ. Cũ kỹ như anh bây giờ vậy, có điều là khu tập thể đấy cũ kỹ chứ đâu có cao có. Còn anh kìa, hãy thử nhìn lại mà xem, nhìn vào gương ấy, xem hai hàng lông mày nhăn đến đâu rồi, xem hàm răng nghiến mạnh đến đâu rồi. Để tôi nói cho anh nghe nhé, anh có đi nhanh đến mấy chăng nữa ấy, anh vẫn sẽ gặp mưa giữa đường thôi. Nhìn cái đường phố với lưu lượng giao thông như kia mà anh đòi về nhà trước khi mưa á, anh vọng tưởng quá đấy. Bởi vì nắng mưa đến cuối ngày vẫn là chuyện của giờ thôi. Mà giờ thì anh biết rồi đấy, lúc anh mong gì thì trời chẳng cho đâu. Còn lúc anh không muốn ấy, giờ lại cứ thế đổ ập tất cả mọi thứ xuống đầu anh. Sống đến gần 30 năm trên cõi đời này rồi mà anh vẫn không hiểu à? Thì xem nhá, gió thổi bạt cả biển quảng cáo bên lề đường kia rồi, nghiêng cả mấy cái xe chị em đang lái rồi kìa, làm ve tắt tiếng, cây cỏ xào xạc hơn rồi kìa, mây xuống càng thấp, che hết cả nắng, nặng hết cả bầu không khí, lạnh hết cả người rồi kìa. Lái xe làm cái gì nữa, vội vàng làm cái gì nữa, cứ cắm đầu đi mà làm gì nữa. Dừng lại, chú mưa đâu đó đi. Vẫn không nghe, vẫn cố, sắp về đến nhà rồi lại càng cố đúng không? Có điều, đường sẽ càng tắc, gió sẽ càng mạnh, mây sẽ càng thấp, để một giọt rơi, rồi hai giọt, rồi 100 giọt, 200 giọt, 1000 giọt, 2000 giọt, 1000000 giọt, 2000000 giọt, rồi cùng nhau ào ào hành quân xuống, hòa mình với gió, che lấp hết chút nắng cuối ngày, để anh thay việc lôi chiếc áo mưa ra, mặc vội vào là vô nghĩa. Nói rồi mà, vội vàng làm cái gì? Có gì chờ đợi đâu mà phải vội vàng làm cái gì? Thế là nhắm mắt thở phào một cái, đẩy xe lên sát hơn một chút cái cửa hàng nào đó, hạ chân trông xuống, chẳng buồn cởi áo mưa nữa, chỉ bỏ mũ xuống, rồi bỏ mũ bảo hiểm, ngồi bệt xuống cái bậc đá, ngửa người ra phía sau, chống tay xuống và cảm nhận một luồng khí mát lạnh thấm qua từ hơi điều hòa lọt qua khe cửa kính trong cửa hàng nào đó, và nhìn trước mặt là đoàn người nhung nhúc, còi và đèn, ô tô và xe máy, xe buýt rồi lại xe tải, đủ các loại tiếng động cơ lẫn lộn xen với tiếng mưa và tiếng gió rào rào. Dưới đường nhích lên một chút, trên vỉa hè cũng nhích lên một chút, áo mưa đủ màu, nhưng cũng chẳng thiếu kẻ không mặc áo mưa, vì lười á, vì không mang á, khiến quần áo ướt nhẹp và dính vào, tay khẳng khiu, vai gầy hay da trắng nõn, áo phông, áo sơ mi hay tiện thì có cởi trần tắm mưa luôn, mình đầy xăm trổ, quần đùi, quần âu hay là váy công sở dài đến gối như là một đơn vị nào đó quy định. Rồi như bỏ hết khẩu trang rồi, son đỏ, son hồng, thuốc lá, ló mắt kính. Rồi đằng sau, cửa kính của cửa hàng nào đó cũng đã mở, mấy cô cậu thanh niên choai choai, điện thoại thông minh, ốp lưng lòe loẹt, đang ghi lại cảnh mưa gió giật bên ngoài, nhằm cho những người trên mạng khác cũng biết đến cái sự kiện nho nhỏ đặc biệt nhất trong ngày, và có khi là trong cái quãng đời nhàm chán này của họ. Bên phải sẽ là vài cái áo mưa màu xanh của mấy anh xe ôm Grab nào đó, cùng ngồi, trao cho nhau điếu thuốc của một tay nào đó trong nhóm. Họ sẽ nói chuyện, dâm gian, tự tạo thành một cái nhóm biệt lập với những câu chuyện về tiền trong ngày, về rượu, về một kiện hàng nào đó, rồi về vợ và về con. Tôi biết lúc này anh sẽ muốn nhìn thôi, hoặc hơn nữa là muốn ngửi mùi mưa. Nhưng đừng vội lấy chiếc tai nghe ra như thế, lắng nghe cuộc đời đi, cũng thú vị kém gì đâu. Đôi khi cũng nên lắng nghe cuộc đời chứ, để thấy mình vẫn sống, để thấy sự vận động của con người. Mà nếu anh chịu khó để ý một chút thôi, cũng thú vị, cũng muôn màu, muôn vẻ, cũng sống động đấy thôi. Như cậu con trai vừa bước qua đây, đi trong mưa và tay vuốt tóc kiểu tài tử, tôi cá với anh rằng cậu ấy đang cảm thấy mình đang diễn trong một cảnh quay vô cùng đáng nhớ trong một thước phim mang màu sắc Hàn Quốc nào đó, trong cái phim bộ dài tập mang tên Đời Mình. Như hai bà cháu vừa nhanh nhanh chóng chóng dắt tay nhau hùa vào trong ngõ đó, người bà lúc nào cũng hướng người mình về phía mưa tạt để che cho cháu. Như hai cô bé cắp cặp che đầu vừa chạy sát trong hiên nhà vừa cười khúc khích. Chắc hẳn hai cô bé đó cũng mong có cơn mưa này để chạy cùng nhau lắm. Rồi lại một anh chàng nữa cũng ngồi xuống và hút thuốc về phía bên trái của anh. Mùi thuốc Thăng Long khét lẹt mà khiến anh cũng thèm thuốc quá thể. Chị bán hàng tranh thủ đếm tiền, chắc hôm nay cũng kiếm được, bởi trông chị có vẻ không có chịu lắm. Và rồi có thể anh không để ý, nhưng có một cô bé khác không mang áo mưa đang gọi điện cho ai đó. Tôi chắc hẳn đấy là người yêu cô ấy sẽ xuất hiện trong mưa và đem áo mưa đến giải cứu cho cô. Đá xe mấy phút không? 5 nhé? Hay 10? Tôi 10, anh 5. 5, không thấy đâu kìa. 10 là tôi thắng. Bảo rồi,
tôi hiểu phụ nữ hơn anh. Mà nhân tiện, vế còn lại là tương tư là chuyện. Tôi biết anh đang cười, có chắc là không tương tư ai không đây. Nếu các bạn thích video này, hãy bấm like và subscribe cho Spider Room và đừng quên hit chuông thông báo. Đồng thời, hãy ghé qua shop của Spider Room để ngó qua các sản phẩm mà chúng mình đang chia sẻ trên đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!